Chelsea có thể lỗ tới 1 tỷ euro. Nếu không được tham dự Champions League mùa tới, không chỉ chuyên môn mà gánh nặng tài chính sẽ đè lên Chelsea của ông chủ Todd Boehly. Tại Premier League lúc này, Chelsea kém đội xếp thứ tư tới 17 điểm. Họ thực tế gần nhóm xuống hạng hơn là top 4. Với đà này, Chelsea sẽ trở thành câu lạc bộ Anh đầu tiên nhận khoản lỗ lên tới 1 tỷ euro. Thông tin này được nhà kinh tế học Kieran Magui, giáo sư kim người đứng đầu cổng thông tin kinh tế Price of Football, phân tích từ chính những số liệu mà Chelsea cung cấp. Mùa trước, Chelsea chỉ lỗ 140 triệu euro trước khi Boehly tiếp quản đội bóng. Sau đó, ông chủ người Mỹ đã có hai kỳ mua sắm kỷ lục, đầu tư hơn 600 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng. Con số này hơn đứt cả 3 mùa giải trước đó của Roman Abramovich cộng lại, 410,2 triệu euro. Trong khi đó, số tiền bán cầu thủ của The Blues chỉ là 67 triệu euro. Chưa dừng lại, Chelsea còn rất nhiều khoản chi khác ảnh hưởng nặng tới cấu trúc tài chính. Đội bóng Anh đã trả 56 triệu euro cho những giám đốc cũ vì những đóng góp liên quan tới việc chuyển giao câu lạc bộ. Riêng cựu CEO Marina Granovska nhận về 35 triệu, chủ tịch Bruce Buck và vài cái tên máu mặt khác chia nhau số tiền còn lại. Tính riêng về việc không được tham dự Champions League thì Chelsea đã mất rất nhiều tiền. Trong mùa vô địch 2020-21, họ bỏ túi 120 triệu euro chỉ riêng tiền thưởng của UEFA. Khi vào tới vòng 1/8, Chelsea đã có 60 triệu. Vào tới vòng tứ kết như hiện nay, họ có 70-75 triệu. Do đó, để tránh tình trạng phải bán tống bán tháo ngôi sao vào mùa hè tới, Chelsea phải cố mọi cách để được dự Champions League. Họ có thể thông qua hai con đường là leo bảng xếp hạng Premier League hoặc vô địch Champions League mùa này.